Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua hạc liên quân thì hãy truy cập ngay kho hạc rẻ 24h.com. Tôi Hữu Bộ xin chào 500 anh em. Tôi Rốt Trà chào 500 anh em. Tôi Văn Tiến chào 500 anh em. Tôi Cường Seven chào 500 anh em. Tôi Lâm Tạc chào 500 anh em. Ok các bạn ạ, thì sau những ngày mà anh mình vắng bóng những series lướng siêu cay thì hôm nay mình quyết định lại quay trở lại với series lướng siêu cay. Rất nhiều clip, rất nhiều các bạn bảo anh ơi anh mua cá lóc lướng siêu cay đi, thì mình mấy hôm nay mình đã cố tìm mua, gọi là đặt được hai con cá chuối, chúng mình gọi là cá chuối rất là to luôn. Thì ngay bây giờ mình sẽ cho các bạn xem, anh mình sẽ mang đi thịt rồi anh mình lướng siêu cay các bạn nha. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh mình nha. Đây hai con cá chuối mình đã đặt mua các bạn ạ, một con 1.7 cân, một con 1.8 cân, rất là nặng luôn, nhìn nó cũng khá là to. Thì không biết là chỗ các bạn nó gọi tên là gì, chứ chỗ mình thì mình thường gọi là cá chuối hoặc là cá quả. Mình nghe bảo con cá này còn có tên là cá lóc với cá chào, nhưng mà mỗi một nơi thì có một tên gọi khác nhau, nên là chỗ mình thì mình thường gọi là cá chuối các bạn ạ. Để bây giờ thì Đôn Trà với Tiến sẽ cầm thử lên cho các bạn xem, nhìn con cá rất là to luôn. Đây các bạn ạ, giữ cao lên Đôn Trà. Đây các bạn này, nhìn rất là to luôn này, người nó có hoa, kiểu như mình nghĩ là những cái hoa này thì nên người ta gọi là hoa chuối, kiểu như nó giống kiểu hoa chuối thì người ta gọi là hoa chuối đó. Làm gì á? Hôn á? Tưởng hôn thì hôn thoải mái, như nên là không chuẩn bị mang đi thịt, bây giờ là không còn cơ hội nữa đâu. Cho nướng siêu cay. Bây giờ anh mình sẽ đi làm thịt rồi, anh mình ướp siêu cay rồi, anh mình bắt đầu lướng các bạn nhá. Nào đi bể xuống đây, anh mình đi mổ nó thôi. Anh mình phải cậy qua váy đi các bạn ạ. Rồi anh mình khứa nó ra thì chắc là mới ngấm được gia vị siêu cay vào. Cái nước kia thì có vẻ hơi bắn một tí, bởi vì lẽ anh mình lấy nước ao ấy. Nhưng mà một lát nữa anh mình sẽ rửa bằng nước ở nhà, anh mình mang ra chứ không dùng cái nước ao kia. Vậy thì tiện thì mang ra là lên nó múc ít nước ao vào cho nó còn sống rồi các bạn ạ, để sống lâu hơn một chút. Anh em mình có cạo qua cái lớp vảy của nó rồi, nhưng có vẻ còn rất là nhiều nhớt. Thì anh em mình quyết định sẽ bóp qua một lần muối để cho hết sạch nhớt đi các bạn ạ. Nhìn rất còn nhiều nhớt luôn, Lâm vừa vuốt cho các bạn xem ấy, còn rất là nhiều nhớt đấy. Mà cứ cho nhiều muối vào, tiết kiệm làm gì. Có cần cho thêm giấm không nhỉ, cho nó không còn tí nhớt nào luôn. Tôi thấy bạn hình như cứ liệu có mau quá không? Vừa nãy như mình định làm những cái này là chặt đuôi rồi chặt vây của nó đi, nhưng mà nhìn thấy nó xấu quá nên quyết định là để con kia không chặt, nhìn có vẻ đẹp hơn các bạn ạ. Đây là nước ướp siêu cay của anh em mình các bạn ạ. Qua bao nhiêu tập rồi, đây là nước ướp gia truyền trên kênh của mình. Nhìn thế này thôi, một lát nữa anh em mình nướng lên thì nhìn nó có vẻ ngon các bạn ạ. Bạn nhét vào trong à? Đó, ngấm từ trong về. À chà, thì tí chắc là cay phải biết đấy. Siêu cay. Nó xoa xoa đấy, ngâm đấy một lát đi. Trời, cho nó hơn. Tôi nghĩ cho hai con ở hai bên này là đẹp luôn, đúng không? Hay là bạn thử quay ngang xem nào. Quay ngang không bạn? Thử quay ngang xem mình. Dài quá. Thử quay kia đẹp hơn. Thế thì quay kia. Đây anh. Cháo đầu đuôi luôn. Rồi kẹp kẹp, để cái kẹp vào. Rồi, chắp buộc vào thôi. Thiếu than thì cho thêm than vào. Cao quá không? Cho thêm hơn một chút nữa. Anh mình bắt đầu cho lên để lướng đấy rồi các bạn ạ. Than vẫn chưa cháy rõ lắm nên là chắc anh mình sẽ phải cho thêm than vào để cho nó nhanh chín thôi. Cũng khá là muộn, hôm nay mình đi quay khá là muộn, nhưng sợ tí nữa lại lướng không kịp chín, trời lại tối mất. Thank you.
Nhìn rất là ngon rồi các bạn ạ. Sau một buổi chiều anh em mình vật lộn với nó thì ngửi rất là thơm, điếc hết cả mũi. Còn đây là sau khi anh em mình nướng chín xong này, anh em sẽ bỏ ra thôi. Bạn bỏ thôi, không nó bây giờ nó lát hết cá. Có sợ lát không? Để xa xa nó ra, cho vào đây. Thèm cái tàu lá chuối này. Thơm quá. Thèm thì cứ bình tĩnh thôi, đâu sẽ có đó. Ây da, dính các bạn. Ai da, nhìn ngon nhở. Ui lóng. Với ăn thì nào đây các bạn ạ. Bây giờ như mình sẽ bắt đầu thưởng thức các bạn ạ. Sau một hồi quay mệt mỏi lóng được thì bây giờ chính thức là được thưởng thức rồi. Nước ngọt chúng tôi mở ra đi. Hàng nghế trẻ. Thơm lắm các bạn ạ. Dựa ngồi đấy rất là thơm luôn đấy. Rồi còn bạn Lâm thử trước. Hay là hai thằng cháu kia thử trước. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Đây, bạn thử véo tí cá này xem nào. Để tôi thử trước vậy. Ủa, cầm miếng thịt, thích quá các bạn ạ. Nhìn thích hả? Thích mời các bạn nè. Thử đi, thử đi. Cảm thấy nào bạn? Cay quá. Cay à? Chắc là ngấm. Ngấm đây đấy. Món này. Ủa, ai à? Cái này nhậu không phải nghĩ. Ai à? Mình mời tất cả các bạn nha. Đó. Ủa. Thịt cá thơm. Sao? Ủa, ngon lắm. Nó già dai. Mời tất cả các bạn nha. Rồi ôi. Ngon quá. Cá này ngon hơn cá đuối. Cá này tùy nó nhỏ nhưng mà thịt ngon hơn nhiều. Ăn dài ăn dài ấy. Anh anh đã cố gắng muốn đặt mua những con to rồi. Người ta bảo chỉ có con tầm cân 8 thôi. Thì bảo lấy cho hai con to nhất rồi. Chứ còn nếu mà có cái loại cá này mà có cái loại mà 5 cân thì anh cũng mua luôn đấy chứ không phải là... Năm cân thì nó được xếp vào hạng tùy quái anh ạ. Con này 5 cân chắc phải bằng bắp đùi. To quá bắp đùi mình. Nhìn bình thường con này đã thấy to rồi đúng không? 5 cân rất là to luôn đấy. To ngang con cá hồi lần trước anh em mình làm. Nhìn thịt măng ngon luôn các bạn ạ. Ui nha. Cái này phải uống bia mới ngon anh ạ. Nhưng mà mỗi tội là hai thằng này trẻ trâu. Chưa đủ tuổi. Chưa đủ tuổi uống bia. Mình nước ngọt đây. Sắp đến rồi, sắp đủ tuổi uống bia mấy năm nữa. Sắp ăn cái này chắc phải hãm bia liên tục. Cay quá chứ ạ. Bạn yên tâm đi, có bảo hành mà. Rồi, bà anh chọn đài à. Wow. Cái mực này mát. Quá mát luôn. Hít một hơi rồi thưởng thức anh ạ. Mình mời tất cả các bạn nhé. Thịt cá này bên trong. Anh bóc bằng miếng to đi. Dễ bóc. Úi dồi ôi. Đúng, đúng, đúng. Đây con ạ. Nhìn miếng cá thực sự là rất là ngon luôn. Không thể kiềm chế được nước miếng nữa rồi. Mình mời tất cả các bạn nhé. Quá. Dạ dạ. Không kéo được. Anh diễn tả đi cho các bạn. Thịt dai dai, ngọt ngọt. Lớp bên ngoài thì siêu cay thì không phải nói rồi. Sự là món cá này thì rất nhiều anh em bảo mình làm thì đúng là dạo này lâu quá mình chưa nướng siêu cay thì nghĩ ra là còn loại này thì nướng thử một lần cho mọi người cùng xem và biết cái vị của cái con cá chuối này nó như nào các bạn ạ. Cái phần bụng là lúc anh cho cả nước ướp bên trong ấy, cay ngấm hết từ trong ra ngoài luôn. Thì miếng thịt, cái miếng thịt này khi mà xé ra lại nhớ đến một cái món mà như mình đã từng làm mà cái miếng thịt xé ra đâu trắng như là cá chày à? Đâu. Bạn nhớ không? Cá sấu. Đúng rồi, tròn luôn. Cá sấu khi mà xé ra ấy. Không, thịt cá này thịt cá khác hơn. Hai loại nó khác nhau chứ. Con gà kiểu
Nghĩ là mình xé ra mình liên tưởng đến nó là thế, bởi vì bên trong có khi mà xé ra nó trắng muốt như này này. Mềm không? Mà nó cũng thành thớ thịt giống cá này. Cá sống sống ở đâu nhỉ? Sống biển. Trên cạn. Sống biển đấy. Anh thì anh cũng biết theo dưới... cá sống sống rồi. Cả hai trên cạn và theo tôi được biết ấy, ở một số giới chuyên gia có tôi nghe qua thì nghe đâu sống trên sao Hỏa hay gì. Nhưng mà sống dưới biển. Thế anh biết con cá chuối sống đâu à? Sống bằng cung trăng. Anh chị mình gọi là chém gió vui một chút thôi con ạ. Con này nó sống ở trên nó đấy. Anh chị mình bây giờ hiện tại nó đánh chén được hết một lứa con rồi. Bây giờ sẽ đánh chén đến phần dưới luôn. Bạn làm nào để thiết kế phần dưới lên cho anh em cùng thưởng thức đi. Đây bạn gần gói xương này. Ngon. Ui. Bốc khói luôn. Bốc khói vẫn bốc khói. Thịt này ở gần phần đầu. Chắc là ngậy lắm này. Đây. Thịt dài nhỉ. Có tuyệt vời luôn. Điên nấu cháo với em. Lấy đầu mới xương. Đi em lấy sủi em nấu cháo. Vì anh mình ngồi theo kẹo ăn ở ngoài đồng này nên anh mình sẽ không cắt gì ra cả. Tức là để cả con anh mình ăn đến đâu là xé toạc ra đến đấy luôn. Em nghĩ cái món này tại vì nó cũng dễ, cá này dễ mua, mình cũng dễ làm chế biến này. Có khi có cỗ gì hay mình thích thì hàng mình bỏ lướng được. À có cỗ mà làm cái này làm thì... này hơi vất bởi vì tốn thời gian, tốn rất là nhiều thời gian. Ông nghĩ là em nghĩ thế đấy thành đơn giản quá. Không phải tốn thời gian bạn mà tốn cá. À, tốn cá thì mình ăn ngon quá thì ăn hết một con người ta gọi con nữa. Làm miếng đầu nha. Để em ăn cái sụn. Cá này thành xương rồi em mới sụn nữa. Gặp thử em à? Đây. Cắn nhớ. Ừ. Em tưởng nó mềm, gãy bố răng à? Ôi nhìn mắt con này ăn được rồi nhỉ? Mà em thích ăn mắt. Răng xong luôn bạn ạ. Hai cốt. Còn lại một. Cá này như thế này anh em mình nướng 5 con thì ăn hết. Mắt. 5 người 5 con ăn hết. Bắt. Ui, cái này có thịt này. Có mà. Chắc phải hết 3 thùng bia mới. Ui, 5 thịt thật. Đúng bên trong có thịt này. Có thịt em ăn thịt đi xem nào. Ngon mà. Ăn xương miếng. Ngon. Chắc ăn ngon. Kiểu như cái thịt quay hàng này. Kiểu như há mồm nhiều xong rồi thành anh em mình cứ kiểu ăn nhai nhiều há nhiều nó chắc rồi. Thịt nó rắn. Bạn thử nói cảm giác cho các bạn khi mà ăn cái loại cá này không? Các bạn cá lướng siêu cay thì hình hữu bộ lướng rất chi là nhiều. Nhưng mà tôi nghĩ con cá này lướng không phải là ngon nhất. Tại vì nó mình khứa được như thế ra thì nó ngấm vào thịt, ăn nó ngon hơn. Mà thịt thì hầu như con nào cũng tươi sống. Thịt thì con nào cũng là thơm ngọt. Nhưng mà con này nhìn có vẻ là ăn ngon hơn, cay hơn. Nói chung mọi thứ thì hoàn hảo hơn. Thế nào? Cá thì em cá chuối này thì cũng nấu nhiều món thì em cũng ăn rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên được ăn cá chuối nướng siêu cay. Ăn cá thì thịt rất là thơm, ngọt. Ngoài thì cay cay ngấm vào. Ăn ngon. Phê trên từng miếng thịt. Thịt trên này ăn càng ngon. Tôi thì ăn cá chuối thì ăn những món... cà chuối nấu kiểu khác, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi ăn một cà chuối lướng này. Ăn nó ăn phần da rất là cay, phần thịt bên trong ăn nó vừa chắc. Phần thịt vừa chắc lại vừa thơm, ăn thì mắc ngon luôn. Tôi ăn lấy như thấy chỉ va chạm được một hai cái xương nhỉ. Đúng rồi. Ít xương. Cái này ít xương lắm. Con. Ừ.
Phê quá. Đầy quá. Đầy cả. Mình cũng chả biết nói gì hơn, nhưng mà thực sự là cái món cá chui nướng siêu cay mình cũng chả biết nhận xét bằng từ nào. Nói chung là thịt rất là rắn chắc, ngon, già dài, siêu ngon, tuyệt vời các bạn. Ok các bạn ạ, vậy là anh em sau khi thưởng thức món cá chuối nướng siêu cay này rồi thì đã cho các bạn biết cảm giác rồi. Thì mình thì không muốn làm mất thêm thời gian của mọi người nữa, thì mình sẽ dừng clip này ở đây. Nếu các bạn mà anh xem mồm con này với mồm em mồm nào rộng hơn? Há ra chỗ nào? Ok các bạn ạ. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ cho clip này của anh mình nha. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.